Truyện số 1. Cô con gái mèo. Những ô cửa kính đã từng một thời trong suốt, nay ngả màu mờ đục do sự tàn phá không thương xót của thời gian. Dù đã thật cũ kỹ, nhưng xuyên qua lớp kính ấy, người ta vẫn thấy được vài người mặc đồng phục trắng toát đi lại khẩn trương bên trong. Trên trần nhà, chiếc quạt ba cánh quay một cách uể oải, từng cánh quạt chậm chạp quán chỗ cho nhau tạo ra một làn gió yếu ớt, nhưng cũng đủ khuấy động khắp căn phòng. Cái mùi rất đặc trưng của bệnh viện, mùi ê te lẫn với mùi cồn. Ngồi ủ rũ nơi chiếc giường ở cuối phòng là người phụ nữ trẻ, tay ôm chặt đứa bé trong lòng. Vì chị biết cơ hội này sẽ không còn bao lâu nữa, lòng chị thắt lại, nghẹn cứng như có hòn đá nằm chặn ngang. Chị nấc lên, nhưng không còn khóc được vì ước mơ lớn nhất của đời chị đang dần tan như vạt nắng yếu ớt của một chiều đông buồn miền Bắc. Từ trong sâu thẳm của tâm tư thoáng sân hận nổi lên, chị giận dữ, chị quay cuồng vì tại sao ước mơ đã bao ngày và hạnh phúc được làm mẹ của chị lại ngắn ngủi đến thế. Đau khổ, nhưng chị không thể lý giải và nương tựa vào đâu để vượt qua phút giây đắng lòng này. Và rồi, lòng chị dịu lại với gương mặt thánh thiện của đứa bé. Chị tự nhủ, con ơi, con sẽ là một cô gái đẹp vì con đã thừa hưởng được những tinh hoa từ bố mẹ. Nhưng vì lý do gì mà con đến đây rồi sao con lại vội ra đi như vậy? Con không đủ hành duyên hay bố mẹ không đủ phước đức để cùng con hội ngộ ở cõi ta bà này? Chị chớp giới hoang mang với ngập tràn những câu hỏi không cùng. Chị ghì chặt lấy đứa bé cho đến khi đôi tay của người hộ lý nhẹ nhàng đặt lên vai chị. Cho tôi xin cháu. Chị còn yếu lắm, cần nghỉ ngơi, không nên xúc động. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên đứa bé mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn chị. Ánh mắt ấy như còn biết bao điều muốn nói, như cố thu giữ lại hình ảnh của người mẹ. Đó là hình ảnh duy nhất của những gì đẹp nhất trần gian, và đó cũng là điều sau cùng mà bé nhìn thấy trên cõi đời này. Tâm hồn chị ngây dại, rồi từ trong vô thức chị thốt lên, con của mẹ ơi! Đôi mắt đã khép chặt như cánh cửa cuộc đời vừa đóng sầm lại ấy của bé lại bất ngờ mở ra nhìn chị thật trìu mến. Rồi thật nhanh, nó mở ra và nhắm lại ba lần như thế, rồi khép hẳn một cách rây rứt khi rời khỏi cuộc đời ngắn ngủi này. Người hộ lý vẫn đứng đó khẽ lay chị, hai tay giành lấy bé rồi nói, cho tôi xin. Giọng người mẹ nghẹn lại, cho tôi giữ bé chút nữa. Giá như mà cô hiểu được cách mà con bé đã nhìn tôi. Người hộ lý bồng đứa bé trên tay, dịu giọng an ủi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bé yếu quá. Chị còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Yên tâm nghỉ ngơi nhé. Bản chất của cuộc đời là những thay đổi không mong muốn, cho dù mình có chấp nhận nó hay không, nó cứ vẫn xảy ra, bởi cuộc đời là như thế. Đoạn văn trong một bài viết trên cuốn tạp chí Phật giáo mà chị tình cờ đọc được trên giường bệnh đã giúp chị hóa giải rất nhiều nỗi đau và hụt hẫng trong lòng. Hạnh Duyên đọc được những lời này là do một bệnh nhân khác xuất viện tặng lại cho chị vài số báo nhà Phật. Suốt thời gian dưỡng bệnh, chị đọc say sưa và phát hiện được nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn chị rất nhiều. Chị thấy cuộc đời quả là một bể khổ nếu ta không đủ sức để vượt qua. Nỗi đau không là của riêng ai, và cái khổ của ta nếu nhìn cho kỹ thì có xá gì so với muôn vàn nỗi khổ đau khác mà người kém duyên đang ngày đêm gánh chịu. Thời gian vẫn lặng lẽ và vô tình trôi qua với vô số niềm hỷ lạc hay những biến cố đau buồn, và chuỗi nối tiếp đó cứ tuần tự phân chia một cách công bằng và sòng phẳng cho mọi chúng sinh ở cõi ta bà. Chị nhận thấy sự thật là những gì ta đón nhận hiện nay đều có gốc rễ sâu xa từ tiền kiếp
và mớ hành trang mà ta mang nặng cứ theo ta mãi như bóng với hình. Những phiền muộn của chị gần như tan biến hết khi trở về với cuộc sống bình thường. Từ ngày về nhà, có điều kiện, chị đã tìm hiểu sâu hơn về chánh pháp khi thường xuyên đến chùa. Chị tìm thấy chốn nương tựa tối hậu để vượt qua những nghịch cảnh đó là nơi tam bảo. Chị nhìn rõ cuộc đời hơn qua những bài pháp thoại rất sát với đời thường. Chị chọn sự thanh tịnh bằng cách đọc tụng những lời kinh Phật. Chị tham gia vào các hoạt động từ thiện và chị đã hiểu hạnh phúc chân thật của cuộc đời chính là chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người đang đau khổ hơn bản thân mình. Rồi chị về khoe với ông xã khi được sư phụ đọc pháp danh đẹp đẽ là Diệu. Vào một đêm mưa, quỳ trước bàn thờ, chị nghiêm trang với nhịp chuông mõ đọc tụng bài kinh Phật. Chị như thoát đi hẳn mọi thứ trong cái không gian thanh tịnh an lành. Với sự tinh khiết ấy, mọi thứ phiền não tầm thường của thế gian như không hề có mặt. Trong khung cảnh như vậy, nhưng rồi chị vẫn nghe được một âm thanh lạ. Ban đầu chị không chú ý, không quan tâm đó là tiếng động gì, nhưng tiếng động ấy vẫn lọt vào lỗ tai chị. Đó là tiếng cào nhẹ nhẹ tác động vào cánh cửa. Phân tâm chị dừng lại một chút để lắng nghe. Chị nhận rõ bên ngoài cửa phòng thờ hình như có điều gì đó khác thường. Và rồi chị bỏ mặc để tiếp tục tập trung hoàn tất thời pháp lễ. Chị thoáng giật mình khi vừa mở cửa. Bên ngoài là một con mèo nhỏ trắng muốt quẩy đuôi mừng rỡ khi gặp chị. Biểu hiện của nó thật kỳ lạ. Nó vui mừng như chờ đợi giây phút hội ngộ đó từ lâu rồi. Nhìn chăm chú con mèo một lúc, chị không biết đó là mèo của nhà ai và chị cũng không hiểu tại sao nó lại có thể lên đến căn phòng thờ trên tầng 2 nhà chị. Chị cúi xuống nhìn nó và nói: "Mèo của ai nuôi sao lại đến đây? Tối rồi, thôi trở về nhà đi." Con mèo nhỏ kêu lên meo meo rồi dúi đầu vào chân chị. Con mèo thật dễ thương, nhưng vì bất ngờ, chị chưa biết xử trí ra sao với nó. Chị lại cúi xuống để nhìn nó rõ hơn. Bất ngờ con mèo nhảy vào lòng chị, phản ứng tự nhiên, tay chị đẩy nó ra. Con mèo cuống quýt kêu, càng kêu to hơn. Trong tiếng kêu meo meo, hốt hoảng của nó, cơ hồ như chị nghe là nó gọi mẹ ơi. Bất giác, chị bế con mèo vào lòng. Con mèo hạnh phúc, mở đôi mắt tròn xoe tin tưởng nhìn chị. Một lần nữa, chị lại nói với nó: "Nhà con ở đâu? Sao lại đến được đây?" Nghe chị hỏi, đôi mắt tròn xoe của con mèo vẫn đăm đăm nhìn chị. Rồi bất ngờ, đôi mắt ấy lại nhắm lại và mở ra đúng 3 lần. Trong một khoảnh khắc, chị lạnh hết cả người. Đôi mắt này chị đã thấy, và cảm giác này đã một lần chị cảm nhận được. Ôm chặt con mèo trong lòng, chị nói thầm: "Con của mẹ đi sao? Sự kỳ diệu đã hiện hữu ngay trên cõi đời này sao?" Trong đôi tay nhẹ nhàng ấm áp của chị, con mèo hạnh phúc rên lên ư ử. Suốt ngày, con mèo cứ quấn quýt bên chị không rời. Khi chị nấu bếp, nó cũng lanh quanh gần bên. Đêm đến, nó cũng vào phòng, nằm gọn trong chiếc giỏ mây mà chị đặt cho nó bên cạnh chiếc giường ngủ. Và đêm nào cũng vậy, nó nằm âu yếm nhìn chị thật lâu, cho đến khi liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Từ sâu thẳm trong vô thức, chị linh cảm con mèo này có gì đó thật đặc biệt. Chị không biết được nó từ đâu đến và chị cảm nhận rõ sự liên hệ đó thật gần gũi thiêng liêng. Cảm nhận chỉ có ở những người từng làm mẹ và từng có lần đứt ruột xa cách đứa con thân yêu của mình. Chị tin tưởng và biết cảm giác không lừa dối mình. Vì trong sự tái sinh và dòng luân hồi lẫn quẩn, Đức Phật đã từng dạy: "Chúng sinh trôi lăn trong dòng sinh tử, trong nhiều đời, nhiều kiếp, đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau." Và chị đã nghe các sư thầy trong chùa cũng thường khuyên các đạo hữu
nên chăm sóc đàng hoàng cho các vật nuôi, vì đó cũng là một phước báo. Vì cần hội đủ nhiều lắm hạnh duyên, chúng ta và các con vật mới cùng gấp mặt và có mối liên hệ hiện hữu với nhau trên cuộc đời này. Vài hôm sau, bồng con mèo trên tay, chị ra đón chồng và con trai vừa từ quê nội trở về. Cả nhà họp mặt thật vui vì gia đình bất ngờ có thêm thành viên mới. Chỉ vào con mèo, chị nói với anh: "Tự nhiên mèo đến nhà mình, em đã hỏi thăm hết xung quanh, không có nhà nào lạc mất mèo cả. Vậy thì mình nuôi, nó là con gái. Con gái của mình đấy anh à." Người chồng đưa tay nựng con mèo rồi cười nói: "Phụ nữ và trẻ con nào chả thích mèo, lý do của em khéo quá. Thôi kệ, có thêm mèo nhà cũng vui." Thời gian rồi vẫn êm đềm trôi trong hạnh phúc và an lạc của gia đình chị. Ngày ngày chị chu đáo chăm sóc vuông vén cho cái tổ ấm thân yêu của mình. Sau những công việc hạnh phúc đó, chị vẫn kiên cố tâm mình với các thời kinh trì tụng và niệm Phật. Chị nâng niu và gìn giữ những điều mình đang có, và chị biết hạnh phúc đó là sự mầu nhiệm có thật giữa đời này. Vào một ngày cuối tuần như thường lệ, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, thấy chị dùng cái chén sạch để sớt thức ăn cho mèo. Đứa con trai 4 tuổi của chị xoa đầu nựng nịu con mèo cưng rồi nói: "Bé mèo ngoan, cùng ăn cơm với anh nha." Người cha thấy cảnh ấy quay sang nhìn vợ và nói: "Con mèo có phước mới gặp được em đó." Chị mỉm cười mãn nguyện thân thương nhìn chồng rồi nói: "Giá như mà anh hiểu được cách mà bé mèo đã nhìn em." Cũng vừa lúc ấy con mèo ngẩng lên, nó trìu mến nhìn cái gia đình hạnh phúc thân yêu của mình, nhìn vào đôi mắt trong veo và sâu thẳm của nó như chứa đựng biết bao bí mật diệu kỳ của chiếc bánh xe xoay tròn không ngừng nghỉ. Và anh bắt Pháp môn tịnh độ, niệm Phật cứu chủ khỏi đọa, trích trong Tục Tạng Kinh. Thuở xưa, tại quận Ninh Ba có tên Trương Mân, cha mẹ khuất sớm, coi cút một mình, nương náu với bà con cho qua ngày tháng, sau đến làm mướn với người phú hộ ở cách làng, chuyên nghề bệnh dép lát. Thường bữa sớm mai, chàng gánh giỏ đi cắt lát, hay đi ngang qua trước một cảnh chùa, nghe các sải công phu, chuông trống in ỏi. Lần nào chàng cũng để giỏ trước cửa chùa, vào xem một lát rồi mới đi. Hòa thượng thường thấy như vậy, nên một bữa nọ, ngài kêu chàng mà hỏi rằng: "Nhà ngươi muốn tu hay sao mà ngày nào cũng thấy đến đây?" Trương Mân nghe hòa thượng hỏi mấy lời, liền chắp tay thưa rằng: "Bạch thầy, con muốn lắm, nhưng con là đứa ở đợ với người, không biết tính làm sao mà tu cho được." Hòa thượng nói: "Hễ muốn là được, sự tu hành chẳng luận là chủ nhà hay đầy tớ, và cũng chẳng cần người ở am tự hay kẻ tại gia, hễ có lòng thành thì gặp cảnh ngộ nào tu cũng được cả. Như nay, người đang ở đầy tớ cho người, nếu người có chí muốn tu thì ta dạy một cách rất dễ dàng, miễn người chí thành thì có hiệu nghiệm." Trương Mân nghe nói rất mừng, liền quỳ xuống đảnh lễ mà thưa rằng: "Xin nhờ ơn thầy chỉ giáo dùm cho đệ tử." Hòa thượng nói: "Người cứ về tập ăn chay lần lần, trước ăn chay kỳ, sau sẽ ăn trường và giữ năm điều cấm cho tinh nghiêm, rồi cứ thường ngày niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi khi niệm Phật phải chuyên tâm chú ý, đừng cho sao lãng lúc nào, thì cả đời người sẽ được bình yên, mà đến lúc lâm chung lại được siêu sinh về tịnh độ nữa." Trương Mân nghe sư ông dạy bảo mấy điều
thì hết sức vui mừng, bèn bái tạ thầy rồi về nhà cứ y theo lời dạy, thành tâm phát nguyện ăn chay trường và mỗi bữa thường niệm Phật. Chàng lại đan một cái giỏ bằng tre để trước mặt, mỗi khi niệm Phật một biến thì ngắt một cọng lát bỏ vào giỏ ấy, như lần một hột chuỗi bồ đề vậy. Mỗi khi cọng lát đầy giỏ, chàng liền xách đến chùa bạch cùng hòa thượng, rồi đem ra trước bàn địa tạng giấy đốt, cứ chí tâm làm như vậy được 10 năm. Một bữa nọ, ông chủ của Trương Mân bị đau chứng ung thư phát bối, người nhà đi tìm rước đủ lương y cứu chữa, nhưng bệnh đã không thuyên giảm chút nào mà càng ngày lại càng nặng. Một hôm ông nằm chiêm bao, thấy quỷ sứ đến bắt ông dẫn về nơi Minh phủ, bị vua Diêm La quở trách và kể hết những tội ác của ông khi ở trên dương thế. Ông Phú Hộ nghe Diêm Chúa tỏ hết tội của mình không sót một khoản nào thì liền sợ hãi lạy lục và khóc lóc xin tha thứ cho về dương thế lo tu phước, hồng chuộc tội đã lỡ lầm. Diêm Chúa thấy ông đã ăn năn tự hối và nghĩ đến Trương Mân mỗi khi niệm Phật có cầu nguyện cho ông, nên phán rằng: người khi ở trên dương thế đã làm nhiều điều ác đức, cho dây đặt nợ một vốn 5-7 lời, lập mưu này bày kế nọ mà lo chứa tiền của cho nhiều, chẳng thương kẻ khó, lại làm nhiều sự ức hiếp cho người nghèo. Nếu chiếu theo luật Diêm Đình mà phán xử thì phải bỏ nhà ngươi vào rừng kiếm non đao mới đáng. Nhưng vì ngươi có một đứa đầy tớ tên là Trương Mân, rất trung tính không ai bì, thường bữa hay niệm Phật lại có lòng cầu nguyện cho ngươi, nhờ vậy mà ngươi được giảm bớt tội. Nay ngươi nên đền ơn cho nó 1.000 nén bạc, để nó làm những điều từ thiện thì mới được tiêu tội và thêm phước cho ngươi. Ông Phú Hộ nghe vua Diêm La phán dạy như vậy thì mừng rỡ khôn cùng, liền giật mình thức dậy. Ông bèn kêu hết cả vợ con đến và thuật lại điềm chiêm bao ấy, thì cả nhà nghe nói đều lấy làm kỳ. Ông bèn kêu Trương Mân nói rằng: con đến ở cùng ông đã lâu, không về con có lòng chí thành, biết ăn chay niệm Phật đến nỗi cảm kích đến Diêm Đình, lại thành tâm cầu nguyện cho cả nhà ông được thêm phước thọ. Nay ông còn sống trên dương thế cũng nhờ công đức của con, vậy ông cho con 1.000 nén bạc, tự ý con liệu việc gì làm có phước thiện thì con lấy bạc ấy mà dùng. Trương Mân nói: thưa ông, con vì nghèo cực đến ở mướn cùng ông, manh áo bát cơm cũng nhờ ông bảo dưỡng, con có chút công đức thì đâu xứng đáng cái ơn ấy mà ông cho bạc nhiều như thế. Con chưa thật cùng ông, cách nay 10 năm con có đến chùa gặp ngài hòa thượng thương con dạy cách ăn chay niệm Phật, nên con thành tâm tu niệm đã lâu ngày và thường cầu nguyện cho ông được phước thọ tăng long để đền đáp lại ơn cao dày trong muôn một. Đó cũng là bổn phận của con phải làm. Nếu ngày nay ông dâng lời Diêm Vương cho con tiền bạc thì con biết để làm gì, cha mẹ đã mất, vợ con cũng không, nên con không dám nhận. Vậy con xin thưa lại cho ông rõ điều này: nguyên ngày trước con vào chùa thường nghe hòa thượng giảng về sự tu phước và nói rằng việc lập chùa, đúc tượng Phật, bố thí cho kẻ nghèo đói và bắt cầu đắp lộ cho người đi thì được nhiều phước đức. Con nghe nói cũng muốn làm, nhưng ngặt vì không tiền nên không thể đạt kỳ sở nguyện. Thôi, ngày nay số tiền ông hứa cho con đó, xin để lại lập một cánh chùa, còn dư bao nhiêu thì ông bố thí cho dân nghèo trong làng, và là một cái cầu bắc ngang sông này cho hành khách qua lại để khỏi bị cái quả đắm đuối thì con rất vui lòng. Ông Phú Hộ nghe mấy lời của Trương Mân xin, bèn thỉnh hòa thượng đến chứng minh cho ông phát nguyện ở giữa Phật đài. Rồi cách ít lâu, bệnh ông được lành như cũ. Khi vừa mạnh, ông liền kêu thợ đến cất một cảnh chùa gần bên nhà ông để cho Trương Mân ở tu hành. Còn dư tiền bao nhiêu thì đem ra bố thí cho kẻ nghèo và bắt cầu đắp lộ y như lời của ông đã nguyện.
Xét như chuyện niệm Phật của Trương Mân, cứu chủ đã nói trên đó, thì biết pháp môn tịnh độ dễ tu và dễ đặng, lợi cho mình và lợi cho người, thật là một pháp đứng đầu trong Phật Pháp. Nói về phần dễ tu dễ chứng, chẳng những người thượng trí tu được mà thôi, lại hạng người ngu cũng tu được nữa. Chẳng những người giàu sang tu được mà thôi, lại hạng người nghèo hèn cũng tu được nữa. Chẳng những người thông thả tu được mà thôi, lại hạng người bận việc cũng tu được nữa. Chẳng những người xuất gia tu được mà thôi, lại hạng người tại gia cũng tu được nữa. Nếu đã tu được thì chắc rõ cái hiệu quả, hiện tiền phước thọ, một hậu giảng sinh, quyết không sai chạy một mảy. Dẫu cho người nào mỗi bữa niệm Phật mà tán tâm hay vọng tưởng đi nữa, thì đời sau cũng được hưởng sự an lạc nơi cõi nhân thiên, chứ không bao giờ bị đọa. Còn nói về phần lợi mình và lợi người, thì chẳng những mình tự tu tự độ lấy mình mà thôi. Đến như người biết thể theo cái bi nguyện của Phật Bồ Tát, mỗi bữa sau khi niệm Phật, nếu chú nguyện cho cha mẹ, ông bà, họ hàng, quyến thuộc đang hiện tại hay đã quá vãng rồi, thì phần mấy người đó sẽ được nhờ cái ảnh hưởng ấy. Nếu sống thì thêm phước thêm duyên, nếu chết rồi thì cũng đặng siêu sinh về Phật quốc thiên đường là khác. Bởi vậy cho nên Trương Mân niệm Phật mà người chủ được tha tội hoàn hồn, thì đủ biết cái thần lực diệu dụng của Phật Pháp thật là vô lượng vô biên. Vậy xin nay là người đã có lòng tín ngưỡng theo pháp môn tịnh độ, không nên lấy chỗ chưa nghe chưa thấy của mình mà cho là quan đường, rồi khinh thị hai chữ niệm Phật thì uổng lắm. Những câu chuyện về nhân quả, biên tập Thích Tâm Thuận. Lời đầu sách. Xã hội hôm nay đã phát triển khá nhiều về vật chất, đời sống tiện nghi của con người cũng ngày một nâng cao. Khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, luôn đổi mới, đi lên và càng tiến xa hơn về phía trước. Nhu cầu sinh hoạt đời sống của con người cũng theo đây mà thay đổi, cải thiện và tiện lợi nhiều hơn. Thêm vào đó, sự ra đời hàng loạt của các phương tiện máy móc hiện đại, các thiết bị hỗ trợ chuyên dùng trong mọi ngành nghề đã phần nào làm biến đổi gần như hoàn toàn bộ mặt kinh tế, văn hóa của đời sống, góp phần tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao năng suất công việc. Sự phát triển vượt bậc như vũ bão ấy của nền khoa học công nghiệp đã chính thức đưa con người bước sang một đời sống mới, mở ra một kỷ nguyên hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp ở tương lai. Nhưng nhìn lại, vật chất càng tiến bộ bao nhiêu thì dường như đời sống tinh thần của con người càng sa sút và suy thoái bấy nhiêu. Tư tưởng tư hữu, bảo thủ đã lớn mạnh dần. Đâu đâu cũng tồn tại và nảy sinh bao điều riêng tư, dị kỷ. Con người cứ mãi bám víu vào vật dục, xem đó như một mục tiêu tối cao cần phải phấn đấu để đạt tới của đời mình. Và tất cả sự kiện ấy như một hệ quả tất yếu đã làm cho tình người bắt đầu chia cách. Những thiện cảm nồng ấm ngày nào sẽ mau chóng trở thành lạnh nhạt, khô khan. Hơn thế nữa, khi đã bị lệ thuộc vào vật chất, con người rất dễ sa ngã và đánh mất mình trước bao cám dỗ của vòng quay xã hội. Trong phút giây, họ sẽ biến mình thành nô lệ để phục vụ cho thị hiếu và đam mê. Rồi họ sẽ cuồng say trong hơi men của hưởng thụ, hát những bản tình ca của các dòng nhỏ nhịp tầm thường. Cũng từ đây, sự xuất hiện của bao cuộc cạnh tranh để thủ đoạt lấn lướt lẫn nhau là điều dễ xảy ra và dễ thấy. Con người ngang đó sẽ tha hóa dần về nhân cách, trượt đà xuống hố thẳm của tội lỗi và bất lương. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp có tác dụng trị liệu kịp thời, các nhà đạo đức cho rằng không bao lâu hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh chết. Bởi khi đó, con người không còn thương yêu nhau nữa,
trái tim của con người đã lạnh lẽo giá băng. Trước thảm trạng đau lòng này, các nhà hiền triết đại diện cho lập trường chính nghĩa luôn khắc khoải, suy tư, mong tìm ra một con đường có thể cứu vãn phần nào sự xuống cấp về nhân cách của con người trong hiện tại, phục hưng nền phong hóa cũng như củng cố lại giá trị đạo đức ban đầu. Thế nên mọi nỗ lực liên tục được phát huy, mọi giải pháp hữu quan không ngừng được đề xuất. Song tất cả gần như bất lực bởi những gì thuộc về điều thiện, điều lành dường như mong manh quá. Còn cái ác và điều xấu thì ngày một khuếch trương và đầy dẫy giữa cuộc đời. Đã có một thời, người ta hô hào chủ trương bác ái, ra sức thiết lập một nền hòa bình mà nơi đó nghĩa tình huynh đệ giữa hai bên được gắn chặt và đang kết thân thiện vào nhau. Điều này quả thật có xảy ra, nhưng cũng chỉ có tác dụng tạm thời mà không trường diễn. Rốt cuộc thì tất cả vẫn chưa có gì có thể khẳng định dấu hiệu tiến triển khả quan hơn được. Mọi thứ còn y nguyên như thế. Cái ác tiếp tục lớn mạnh lên và từng bước khống chế đời sống của con người. Còn điều lành thì mãi cô quạnh lẻ loi như những sợi nắng rớt lại sau cùng. Còn điều lành thì mãi cô quạnh lẻ loi như những sợi nắng rớt lại sau cùng chiều cuối đông quang vắng. Nếu đã vậy thì giờ đây con người không cần phải chờ đợi vào bất cứ một trợ lực nào từ phía bên ngoài, không cần phải phó thác đời mình cho trông mong hay mặc khải vào ân sủng. Họ cần phải sáng suốt, khôn ngoan để định đoạt lấy đời sống của chính họ. Có lẽ đã đến lúc con người cần phải đứng lên bằng con tim và khối óc, tạo dựng nên một thế giới hạnh phúc an lành ngay giữa cõi trần gian. Muốn có của cải giàu sang, con người cần phải siêng năng lao động. Muốn thoát ly cảnh đói nghèo lạc hậu, con người cần phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, tìm tòi. Cũng vậy, nếu muốn hiện thời và những đời sau cuộc sống được lạc phúc an bình, ngay hôm nay chúng ta phải tỉnh táo xét đoán và cân nhắc kỹ càng những việc mình làm, những gì mình tạo. Bởi chính chúng ta mà không phải một người nào khác chịu trách nhiệm về những hành vi lưu xuất từ thân, ngữ và ý của chúng ta. Hạnh phúc hay khổ đau không thành tựu từ một đấng thần quyền. Ranh giới giữa hai phạm trù này phải do chính chúng ta chọn lựa. Kệ số 165 của Kinh Pháp Cú có ghi: tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nói cách khác, con người là chủ nhân ông của chính họ. Mọi thiện pháp hay bất thiện pháp phải do họ tự phấn đấu để vươn tới, hay dứt khoát để đoạn lìa. Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Như vậy, theo lời dạy trên của Thế Tôn, các loài hữu tình nói chung hay con người nói riêng là tác nhân chính trong việc quyết định đời sống của chính mình. Một khi nghiệp đã tác hành, tức thói quen có khả năng luân lưu tái diễn nhiều lần dưới sự chỉ đạo của ý, chúng ta phải hoàn toàn nhận lãnh tất cả mọi trách nhiệm, không ai có thể thay thế cho ai. Do vậy, sự tin hiểu và thẩm thấu một cách trọn vẹn về luật nhân quả nghiệp báo sẽ đóng vai trò quan trọng, giúp con người tự nhìn nhận và đánh giá chuẩn xác về mọi tác tạo của chính mình. Luật nhân quả như chiếc gương trong có thể phản hồi bất cứ ảnh tượng hay dạng pháp nào rồi soi vào nó. Nếu đối diện trước gương là bộ mặt của một kẻ độc tài vị kỷ, ảnh trong gương cũng sẽ là lộ rõ ra những đường nét ma mảnh trên khuôn mặt của một tay bịp bợm gian manh. Còn nếu hiện diện trước gương là ánh mắt của một trái tim nhân hậu hiền hòa, ảnh phản hồi chắc chắn sẽ là dung nghi của một con người vị tha, khiêm cung và từ ái. Nhân quả hiểu đơn giản là nguyên nhân và kết quả, như mây đen dần vũ là nhân, mưa rơi sấm chớp là quả. Sự thiếu hiểu biết là nhân, lạc hậu đói nghèo theo sau là quả. Nhân quả không vận hành theo bàn tay của một đấng tối cao đã bí mật an bài hay sắp đặt, mà sự lưu chuyển này
phải nhờ vào một yếu tố quan trọng khác là duyên. Thế nên từ nhân đi đến quả buộc phải trải qua duyên. Nhân quả hiểu đủ là nhân duyên quả. Nhân là nguyên nhân, là năng lực chính để khởi sinh vạn pháp. Quả là kết quả, là sự hội thành từ các năng lực chính. Nhân quả là một quy luật tất nhiên. Hai trạng thái này luôn tác động qua lại lẫn nhau để hiện hành tồn tại. Hạt cam được người làm vườn gieo xuống đất là nhân. Các yếu tố phụ khác tác động tới như nước, ánh sáng, phân bón, thuốc trừ sâu, vân vân là duyên. Nhờ đó cây cam mới nảy mầm, lớn lên, ra hoa và kết quả. Giai đoạn này là quả đã hình thành. Vậy khi hai thành tố nhân duyên đã tác thành theo đúng tiến độ, quả là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Trong giáo nghĩa của Phật giáo, nhân quả là một lý luận cơ bản để biện giải, thuyết minh các vấn đề về nhân sinh và vũ trụ. Trong sự hình thành của tất cả các pháp thì nhân là năng sinh, còn quả là sở sinh. Tức pháp nào có khả năng sinh ra kết quả là nhân, còn pháp nào từ nhân sinh ra là quả. Tính chất diễn biến của nhân quả vô cùng phức tạp, tương quan giữa chúng có các đặc tính cơ bản như nhân nào quả nấy, một nhân không thể sinh ra quả, tùy thuộc vào sự sai khác của nhân, duyên mà kết quả thành hình nhanh hay chậm. Phẩm hạt muối thuộc bộ kinh Tăng Chi Một, Đức Phật dạy như sau: ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, đời sống vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Như thế, với người không tu tập giới, không tu tập tâm, sống đời hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, dù người ấy chỉ tạo nghiệp nhỏ, song chừng ấy nghiệp cũng đủ dẫn người ấy đi vào ác thú, đọa xứ, địa ngục, luân hồi. Ngược lại, với người có tu tập giới, có tu tập tâm, thì dù người ấy có tạo nghiệp nhỏ, nhưng sự chi phối của nghiệp nhỏ ấy không đủ sức mạnh để đẩy người kia rơi vào cõi dữ. Bởi người ấy có sự tu tập và chuyển hóa thân tâm, biết tác tạo nhân lành, biết quên mình để phụng sự và hy sinh cho tất cả. Chỉ khi nào con người quán xuyến một cách tường tận về mọi vòng quay của bánh xe nhân quả, chừng ấy con người mới thôi làm điều bất thiện, sẽ tránh xa và từ bỏ con đường đưa đến đổ vỡ sai lầm. Khi đó các thiện pháp sẽ khởi sinh, con người sẽ an trú vào phạm hạnh, dũng mãnh tinh tấn, kiên trì với cứu cánh phạm hạnh. Nhưng khi chưa có khả năng để đạt tới những điều như vậy, chỉ cần mỗi người trong tất cả chúng ta có một cách nhìn căn bản về tiến trình nhân quả, cũng như hình thành những khái niệm hiểu biết cụ thể về chúng, thì thiết nghĩ chúng ta sẽ tìm ra một phương hướng sống mới tích cực hơn, nhân bản hơn và có ý nghĩa thiết thực hơn cho chúng ta cũng như cho bao người xung quanh chúng ta nữa. Hiểu về ý nghĩa nhân quả ở một mức độ nhất định đủ làm hành trang quan yếu cho những ai muốn xây dựng và tái tạo một đời sống thiện phúc an hòa. Chúng ta tin tưởng với nhau, rồi đây con người sẽ sống xứng đáng và tốt đẹp hơn những gì trước đó. Chỉ cần mọi người hội đủ một vài kiến thức cơ bản nhưng thiết thực của đường đi nhân quả, chắc chắn họ sẽ sáng suốt và minh mẫn nhiều hơn trong việc quyết định đời sống của chính mình. Xuất phát từ những suy nghĩ trên đây, chúng tôi có tham vọng muốn chia sẻ, giải bày một vài hiểu biết nhỏ nhiệm của mình với mọi người về phạm trù nhân quả. Bằng những nhận định thô sơ, cạn cợt, chúng tôi biết nếu đem nhân quả ra phân tích, chia sẻ, thẩm xét, sẽ không thể đạt tới đỉnh điểm cuối cùng. Điều này phải đợi chờ vào những bậc thầy uyên thâm, thức giả. Tuy nhiên, trong một chừng mực cho phép, chúng tôi cũng muốn nói lên những điều này thông qua tập sách
những câu chuyện về nhân quả nhỏ bé của chúng tôi. Hẳn rằng mọi người sẽ rất ngạc nhiên vì đây chỉ là quyển sách tập hợp một vài câu chuyện, mà không phải là một tập luận trình bày về đề tài nhân quả hay những điều khác có liên quan. Song dù là những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng nội dung bên trong lại bao hàm nhiều ngữ nghĩa vô cùng sâu sắc, làm cho người nghe một khi đã nghe qua phải lắng lòng chiêm nghiệm, suy tư và thẩm thấu được nhiều điều. Dĩ nhiên, điều mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là quyển sách có thể chuyển tải tới người nghe một thông điệp quan trọng rằng gieo nhân xấu sẽ bị quả xấu, làm điều lành sẽ hưởng quả lành. Quyển sách là một tập hợp gom góp nhiều câu chuyện nhỏ rải rác ở các nơi trong các ấn phẩm văn hóa Phật giáo, các tạp chí văn hóa Phật giáo, các sử truyền, những câu chuyện cổ, những mẫu chuyện dạy về phương châm sống, cách tu dưỡng thân tâm, nghệ thuật đối nhân xử thế, cũng như các sách dạy làm người, vân vân. Và chúng tôi cũng có chắc chiêu, cân phân, sàng lọc thật kỹ lưỡng. Sự tập hợp sắp xếp một cách trật tự có logic ấy, hy vọng người nghe khi nghe qua sẽ từng bước nắm vững các yếu điểm quan trọng trong từng câu chuyện, cũng như nhớ kỹ càng mọi tình huống diễn biến của nhân vật, đối tượng chính có tác dụng như chất xúc tác, làm cho ta phải nhìn lại chính mình. Ấn loát được quyển sách này, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất của chúng tôi đến Thượng tọa Thích Chân Tín, Viện chủ chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, vì những khích lệ khả quan và tấm lòng từ kính của thầy. Dù đã sống gần thầy nhiều năm, song cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không thể cảm nghiệm hết được những chân tình mà thầy luôn ưu ái, quan tâm dành cho chúng tôi, cũng như dành cho đại chúng. Chúng tôi cũng xin ghi ơn mọi cố vấn đặc lực của Ban Văn hóa chùa Hoằng Pháp về các khâu tra cứu hay sưu lục những câu chuyện nhân quả trong quyển sách. Với chúng tôi, sự trợ giúp này quả thật vô cùng ý nghĩa. Cuối cùng, chúng tôi xin tri ân tác giả của nhiều câu chuyện mà chúng tôi đã tìm tập, bởi đó là nền tảng đầu tiên dẫn đến sự ra đời của quyển sách này. Chùa Hoằng Pháp, một đêm mưa tháng 4, Thích Tâm Thuận, kính bút. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net.